bia Vũng Tàu biển xanh sông Vô, tuổi xuân miền Đông không quên thành phố mang tên Bác Hồ. Xứ trẻ miền Đông vững bước đi lên tới bước trong thắp lửa truyền thống. Xứ trẻ miền Đông xây dựng quê hương giữ nước yêu thương xứng danh thế hệ Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kết nối Đông Nam Bộ. Chương trình được phát sóng sáng Chủ nhật hàng tuần, đồng loạt trên các kênh của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình hôm nay là một số tin tức nổi bật trong tuần. Nhân dịp Tết cổ truyền Bon Bi Mai của Lào và Chon Tanam Thermay của Campuchia, tại công viên Biên Hùng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi họp mặt Tết cổ truyền cho du học sinh Lào-Campuchia đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Buổi họp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, thấm tình đoàn kết và các tiết mục văn nghệ đặc sắc truyền thống do chính các bạn sinh viên đến từ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia biểu diễn. Qua đó thể hiện tình đoàn kết, sự gắn bó keo sơn giữa ba nước láng giềng gần gũi, cùng chung dòng sông Mekong, cùng chạy theo dòng chảy của lịch sử. Chúng em cũng có một bài văn nghệ đến chia sẻ cho các bạn Việt Nam và các thầy cô, các lãnh đạo được biết. Tỉnh Đồng Nai đã tạo điều kiện cho các em tổ chức Tết tại đây thì bọn em rất là hạnh phúc và cảm giác như nhớ quê nhà mình một phần nó cũng được vơi đi. Trong thời gian vừa qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho hai nước Lào và Campuchia luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm đặc biệt. Đặc biệt tại Đồng Nai, sinh viên Lào, Campuchia không chỉ được lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, mà còn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết cổ truyền dân tộc được tổ chức ngày hôm nay. Lãnh đạo của tỉnh Đồng Nai tổ chức Tết cổ truyền cho sinh viên Lào và Campuchia đang sinh sống và học tập tại tỉnh Đồng Nai. Tôi rất là cảm xúc rất vui mừng phấn khởi và rất là cảm ơn bên lãnh đạo của tỉnh Đồng Nai. Mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa ba nước đã có từ lâu đời. Chúng ta cùng uống chung dòng sông Mekong cho thấy sự gắn bó keo sơn. Trong thời gian vừa qua, Đồng Nai và Campuchia đã có sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hy vọng mối quan hệ hợp tác này ngày càng được hợp lực, cùng nhau thúc đẩy kinh tế xã hội của hai địa phương, hai nước ngày càng phát triển. Dịp này, lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các du học sinh đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cũng tại buổi họp mặt đã diễn ra nghi thức buộc cổ chỉ tay. Đây là phong tục tín ngưỡng và trở thành bản sắc văn hóa được người dân Lào và Campuchia thực hiện trong dịp lễ Tết để cầu phúc cho mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng. Mới đây, tỉnh ủy Bình Thuận đã có buổi làm việc về tình hình hoạt động của khu di tích căn cứ tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ. Khu di tích căn cứ tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ là một trong những công trình trọng điểm về văn hóa lịch sử của Bình Thuận, được khánh thành từ đầu tháng 2 năm 2023. Qua hơn một năm hoạt động, nơi đây đã thu hút trên 31.000 lượt khách đến tham quan tìm hiểu, trở thành địa chỉ đỏ, là nơi tổ chức các hoạt động hành trình về nguồn. Tuy nhiên, do đặc thù ở vùng rừng núi cao hiểm trở, nên trong quá trình hoạt động tại khu di tích cũng gặp không ít trở ngại như nguồn nhân lực chưa đáp ứng, khu di tích gốc phân bố trong phạm vi rộng, có độ dốc cao, nên công tác vệ sinh, đảm bảo cảnh quan môi trường, phục vụ và hướng dẫn du khách tham quan gặp nhiều khó khăn. Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh đề nghị các sở ngành liên quan cần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các công trình, thủ tục để triển khai dự án đầu tư một số hạng mục phục vụ hoạt động của ban quản lý khu di tích, xử lý triệt để cây rừng bị chết, ngã đổ theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các sở ngành liên quan khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc khảo sát tuyến đường DT-74 vào bìa rừng khu di tích. Trong trường hợp đảm bảo các điều kiện theo quy định, thì đề xuất nâng cấp mặt đường, mở rộng một số đoạn, đảm bảo đồng bộ mặt cắt ngang toàn tuyến. Nghiên cứu các mẫu chuyện truyền thống cách mạng, các mẫu vật dụng trưng bày làm phong phú thêm nội dung thuyết minh để thu hút khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích. Quý 1 vừa qua, sản xuất công nghiệp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dần khởi sắc khi đạt mức tăng trưởng cao, đơn hàng quay trở lại nhiều. Với 6 dây chuyền sản xuất giấy tiêu dùng và 5 dây chuyền sản xuất giấy công nghiệp có máy móc, thiết bị hiện đại, nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu, nên chất lượng sản phẩm của công ty cổ phần giấy Sài Gòn được người tiêu dùng đánh giá cao. 2 năm gần đây,
Mặc dù nền kinh tế phục hồi chậm, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của công ty vẫn tăng 15% một năm. Riêng quý 1 năm 2024, sản lượng của doanh nghiệp tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài mục tiêu tăng trưởng, công ty cũng đang giảm dần lượng phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện mục tiêu sản xuất xanh và bền vững. Trong quá trình sản xuất, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt với phương châm làm đúng ngay từ đầu trong suốt quá trình sản xuất. Điều này đảm bảo tính nhất quán và đồng đều từ nguyên liệu đến sản phẩm hoàn thiện. Quý 1 năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt hơn 105.500 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ và vượt tốc độ tăng trưởng bình quân đề ra là 10,11%. Góp phần đáng kể cho sự tăng trưởng này là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với giá trị đạt được hơn 86.400 tỷ đồng, tăng 13,13% so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất thép được ghi nhận tăng trưởng mạnh nhờ các dự án đầu tư công được triển khai nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Việc mà chúng ta đưa vào thực hiện các dự án đầu tư công, nó đẩy các nhà máy sản xuất thép cũng như vừa xuất khẩu được, vừa sản xuất phục vụ trong nước được. Hiện các công trình xây dựng và hàng loạt các dự án khác đang gấp rút đẩy mạnh tiến độ. Cùng với đó, các đơn vị tiêu thụ, doanh nghiệp thương mại có sự chuẩn bị cho mùa xây dựng là tháng 4, tháng 5, mua vào số lượng lớn để dự trữ. Từ những lý do trên, khiến thị trường sắt thép sôi động hơn trong những tháng đầu năm. Từ nay đến cuối năm 2024, Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến sản xuất xanh, sạch, đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế. Còn tại Tây Ninh, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm, nên kết quả thu ngân sách nhà nước trong quý 1 rất khả quan. Trong 3 tháng đầu năm 2024, nhiều ngành lĩnh vực tiếp tục xu hướng phục hồi và có triển vọng tích cực. Nhiều chính sách giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đã và đang phát huy hiệu quả. Các quyền đều có cái thu ngân sách là đạt là so với kế hoạch năm á, đều đạt là tương đối đồng đều. Chính quyền thì đều đạt trên 25% dự toán. Trong đó thì có 4 quyền thì các đồng chí đạt là cao hơn mức bình quân của tỉnh. Đạt được kết quả tốt trong thu ngân sách nhà nước ở quý 1, tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thách thức, khó lường, làm ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước và thực hiện các quy định về miễn giảm thuế. Có 5 trên 15 khoản thu dưới 25% so với dự toán. Các địa phương và ngành thuế tích cực triển khai các giải pháp ngay từ đầu năm. Huyện Châu Thành sẽ tập trung quyết liệt ngay từ đầu năm, bám sát các nguồn thu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp có điều kiện phát triển. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để tỉnh đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024 là 11.100 tỷ đồng. Ngành hải quan, ngành thuế, các đồng chí phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ là chống buôn lậu, chống gian lận thuế, trốn thuế, các đồng chí thực hiện tốt với việc xử lý nợ động thuế. Những khó khăn từ thực tế và sự phục hồi của doanh nghiệp đang diễn ra từng bước cho thấy việc nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm 2024 không dễ thực hiện. Tuy nhiên, với những giải pháp cụ thể bám sát thực tế, khả năng Tây Ninh hoàn thành chỉ tiêu năm 2024 là hoàn toàn khả thi. Để thắt chặt mối quan hệ lao động tại doanh nghiệp, cốt lõi vẫn là tinh thần trách nhiệm của từng chủ thể liên quan. Người sử dụng lao động và người lao động cần phải giải quyết vấn đề một cách cầu thị, tôn trọng lẫn nhau, qua đó tạo sự gần gũi và gắn bó hơn trong quan hệ lao động. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang tăng cường củng cố quan hệ lao động. Cùng với ổn định việc làm, người sử dụng lao động, công đoàn cơ sở thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với người lao động để thông tin tình hình, nắm bắt tâm tư của công nhân, từ đó tìm hướng tháo gỡ khó khăn trên cơ sở hài hòa lợi ích chung. Mỗi tháng sẽ tổ chức họp giữa công đoàn cơ sở, giữa ban giám đốc cũng như là công nhân. Trong lúc đó thì giữa công ty sẽ nói về những cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho công nhân mình biết. Rồi công nhân cũng sẽ nói về những cái khó khăn của họ. Và có bên công đoàn nữa thì ba bên sẽ họp lại với nhau và đưa ra cái phương hướng, cái giải quyết tốt nhất.
Chính sự vững tâm, đoàn kết của tập thể công nhân lao động cùng với triển khai khéo léo những giải pháp từ phía doanh nghiệp đã tạo sự gắn kết trong quan hệ lao động tại nơi làm việc. Các cấp công đoàn cũng đang phát huy tốt vai trò đồng hành sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động, thực hiện các cái thỏa ước lao động tập thể đã ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động, trong đó là có những cái chế độ, những cái phúc lợi có lợi hơn cho người lao động. Thì hiện nay thì trên địa bàn thành phố Tân Uyên thì cái việc mà thực hiện quan hệ lao động thì tương đối ổn định. Trách nhiệm mỗi bên trong quan hệ lao động không chỉ hướng đến lợi ích cốt lõi về lợi nhuận, thu nhập việc làm, mà còn thể hiện chủ thể quan trọng, luôn kề vai, sát cánh, cùng vì mục tiêu chung. Đây cũng là yếu tố then chốt để củng cố quan hệ lao động bền chặt, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Trong đêm nhạc Cine Show Music in Film thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, khán giả đã được nghe lại những bài nhạc phim nổi tiếng. Những ca khúc được chọn đều là nhạc phim được nhiều khán giả Việt yêu mến, nhiều người xem ngân nga theo ca sĩ trên sân khấu. Âm nhạc nè, mình được gọi là nghe những cái bài nhạc phim nó lâu mà không nghe lại. Gọi chung là giống như cảm nhận được cảnh phim nó đang gọi là hiện ra trước mắt mình vậy. Ví dụ như là trong một bộ phim sẽ luôn có một cái bài hát mà gọi là dấu ấn riêng của nó, mà khi mình nghe đến thôi là mình sẽ nhớ đến phim ngay. Và đối với lần này thì Hạnh mong rằng là Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, cũng như là thúc đẩy phát triển về du lịch này, về ẩm thực và quảng bá về nền văn hóa, nền điện ảnh của Việt Nam. Mang chủ đề âm nhạc cho phim Việt hội nhập với dòng chảy hiện đại, âm nhạc Cine Show Music in Film mang thông điệp kết nối giữa quá khứ và tương lai của điện ảnh trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, âm nhạc luôn là chất xúc tác để có thể khơi gợi rất nhiều những cảm xúc trong phim. Chính vì vậy mà show diễn Music in Film, âm nhạc trong phim, chính là một trong những hoạt động được chú ý trong khuôn khổ của Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2024. Thưa quý vị, giáo dục lòng biết ơn là nội dung giáo dục kỹ năng sống đang được nhiều nhà trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước đẩy mạnh với mục tiêu phát triển toàn diện cho các em học sinh trong thời đại mới. Qua buổi học ngày hôm nay thì con cảm thấy biết ơn thầy cô và ba mẹ đã nuôi bọn mình, đã vất vả. Con học thì được 3 từ: xin lỗi, cảm ơn và biết ơn. Đó là một trong những bài học ý nghĩa được Thi Thi cũng như những bạn học sinh khác rút ra sau buổi học kỹ năng sống với chủ đề Con đã lớn khôn, được tổ chức tại trường tiểu học Lê Lợi, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Thông qua những mẩu chuyện gần gũi, thân quen kết hợp với những phần tương tác vui nhộn, thực tế, chuyên gia giáo dục kỹ năng sống đã khéo léo lồng ghép những bài học ý nghĩa để giáo dục các em học sinh về lòng biết ơn. Buổi chia sẻ không chỉ gói gọn trong những nội dung về những lời nói, cử chỉ, sự quan tâm của học sinh dành cho cha mẹ và thầy cô của mình, mà còn khơi gợi giúp các em hiểu được những vất vả hy sinh của cha mẹ, thầy cô, từ đó thêm trân trọng những tình cảm thiêng liêng đối với những người thân yêu xung quanh mình. Trường cũng muốn tổ chức cái hoạt động với chủ đề là Con đã lớn khôn, để thứ nhất là giáo dục về cái tình cảm gia đình, cái sự yêu thương bố mẹ, biết được cái sự chăm lo vất vả của bố mẹ như thế nào. Từ đó thì học sinh sẽ có những cái kỹ năng như là tự lập để có thể lo cho bản thân của mình, cũng như là biết ơn về cái sự hy sinh vất vả của bố mẹ, của thầy cô và những người làm những công việc có ích cho xã hội. Hoạt động giáo dục tình yêu thương, lòng biết ơn là một trong những chủ đề quan trọng được các nhà trường hiện nay luôn hướng đến nhằm hình thành nhân cách, đạo đức, giúp các em học sinh biết yêu thương và sẻ chia trong cuộc sống. Việc rèn luyện cho các em kỹ năng sống là vấn đề hết sức cần thiết. Điều đó giúp được rất nhiều cho các em trong cái việc học tập, vui chơi cũng như là các cái hoạt động, kể cả các hoạt động trong trường hoặc là ngoài trường. Trong cuộc sống hiện đại, những kỹ năng sống và thái độ sống tích cực là vô cùng cần thiết đối với thế hệ trẻ. Cùng với tri thức, giáo dục đạo đức lối sống chính là hành trang để các em học sinh tu dưỡng, rèn luyện, trở thành người công dân có ích cho xã hội trong tương lai.
Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Kết nối Đông Nam Bộ tuần này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.